Sáng sớm nay, thủ đô Hà Nội chìm trong màn sương mù dày đặc. Các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn pha để quan sát khi tầm nhìn chỉ còn dưới 7 mét. Nhiều ô tô phải đi chậm, thậm chí là phải dừng lại để định hướng đi. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, sương mù dày đặc là do gió đông nam hoạt động mạnh, đưa ẩm vào đất liền, gặp nhiệt độ thấp về đêm và sáng sớm khiến hơi nước ngưng tụ, hình thành sương mù. Lượng ẩm càng lớn, sương càng dày. Dự báo tình trạng sương mù còn kéo dài trong khoảng vài ba ngày tới. Tầm nhìn giảm thấp khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn chú ý bật đèn vàng, đi đúng làn đường, hạn chế phanh gấp, đánh lái đột ngột để đảm bảo an toàn.